Để ra. Nó cái vết này nó như là cái con kiến gì vậy đó, kiến ba khoang vậy đó. Quán phở đâu? Quán nhập phở đó. Và họ quay gì để thầy trả lời. Tại vì bên lãnh đạo em mới hỏi chị xe lấy tiền nhột quá hả? Mấy nhỏ này chịu khó dậy sớm nè. Để về đây hết rồi mọi thật ra nó rẻ lắm, có 20.000 một ly cà phê là ok rồi, đâu cần gì đâu, cũng xong rồi đó. Không cảnh tao chậm thôi.
Rồi đưa đi, rồi đưa đi. Rồi tiếp đi, rồi ok. Nói vài câu với người ta nói. Rồi đợi. Hãy subscribe.